Kính chào anh Nguyễn Bắc Truyền, một nhà hoạt động cho tôn giáo và hôm nay được gặp anh ở Berlin. Vậy xin hỏi anh trước nhất, ông có thể cho biết về cái cuộc sống của ông ở Đức từ hơn một năm nay như thế nào và những nỗ lực hội nhập của ông vào xã hội một nơi xa lạ ra sao như ở Đức đây? Thưa anh Khoa, một năm sống ở Đức thì cũng có nhiều thuận lợi mà cũng có nhiều khó khăn. Vì đã sống mấy chục năm ở Việt Nam nên tôi cũng vẫn còn giữ nhiều cái thói quen ở tại Việt Nam. Và tới Đức thì bây giờ hiện nay tôi phải tập trung cho cái việc học tiếng Đức. Và chính phủ Đức cũng tạo rất nhiều điều kiện trong cái việc mà giúp đỡ cho hai vợ chồng chúng tôi trong sinh hoạt hàng ngày, rồi đi học và cả chỗ ăn chỗ ở rất là tốt, thưa anh. Tiếp theo ông có thể kể cho độc giả của Thời báo chấm đê biết về những hoạt động của ông từ khi bị trục xuất khỏi Việt Nam cho đến nay, ông đã tham dự những sự kiện nào? Dạ thưa anh, thì khi mà qua tới Đức thì chúng tôi tập trung vào việc học, thành ra cũng không làm gì được nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng tham dự các cái hội nghị về tự do tôn giáo. Chúng tôi tập trung vào các cái vấn đề về tôn giáo, đấu tranh cho các cái tôn giáo bị bắt hại, đặc biệt là Phật giáo Hòa Hảo, thưa anh. Dạ. Và trong chương trình hôm nay, ông tham gia cuộc hội luận mang tên Phật giáo Hòa Hảo, tôn giáo bị bức bách cực độ. Ông có thể cho biết tình hình Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam hiện nay ra sao, đặc biệt là Phật giáo Hòa Hảo độc lập tại miền Tây Nam Bộ? Dạ thưa anh, Phật giáo Hòa Hảo độc lập bị đàn áp từ năm 1975 cho đến nay. Và sau khi mà họ cho phục hoạt thì cái việc đàn áp vẫn tiếp tục và có rất nhiều người bị bắt bớ, tù đày. Các cái tôn gia, các tín đồ tôn giáo độc lập không được thực hành các cái nghi lễ tôn giáo của mình, kinh sách thì bị cắt xén và các cái tài sản của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trước năm 1975 đã bị tịch thu hết. Và hiện nay cho tới thời điểm này cũng rất nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang bị ngăn cản cái thực hiện cái quyền tự do tôn giáo của mình, thưa anh. Cảm ơn anh. Dạ.